Xin chào chú đi. Xin chào các cháu, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào Nam, xin chào các bạn nghe, xin chào các dạy. Hôm nay là Piaki. Piaki. Đó, này con gà này, cả nhà thấy không? Hôm qua đi bắt con gà về đó. Rồi giờ bỏ vô thùng. Dạ ơi. Đó. Con gà đi lớn rồi nha nhà. Dạ ơi. Nó đòi nuôi. Đừng có sợ nha, con ôm hoài là không có được. Ôm một lần thôi. Hả? Ôm một lần. Con cầm hoài là con nó xỉu. Con cầm một lần thôi. Nè mẹ. Đâu cầm thử nè. Là nó xỉu đó nha. Cầm liều đây. Mẹ cầm chút thử. Thôi. Đợi con cầm. Thôi. Papa. Ừ. Liều ở đây à? Sao vậy? Ba ơi, bắt con gà cho đây ba. Dạ. Tự nhiên xin con gà về nuôi vậy nè. Gà đi á. Đó, 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 coi chừng nó nhảy đó. Ú. Coi chừng nó nhảy nha. Con nít nó khoái vậy đó cả nhà. Cái này nuôi vài ngày chắc trả lợi. Chứ chứ không lẽ để trong thùng nuôi gì tội nghiệp sao? Nuôi trong thùng hoài tội nghiệp. Trả lại cho nó đi ra ngoài nó có cái chỗ không gian. Để xong đi. Ồ, bắt đầu quen rồi đó. Chưa đi. Nó quen rồi đó Vi. Nó quen rồi đó. Nó đứng lên tay ba đó Vi. Xin xuống đây con mà thế này. Cứ xuống đây chứ. Ta đứng lên. À tắt hồ, chắc con tắt hồ. Hãy thử. Con cầm lên cái bàn tay của con á. Ừ. Nó quen là nó theo Vi, nó ôm ôm Vi là nó nhủ nhủ vô áo Vi đó. Con gà nó hay chui vô cái áo. Nó quen nó ở chơi. Ở chơi bà tẩy xúc hết chị. Con cầm là con rửa tay á. Con về rồi. Rồi nó đứng lên nước tay con vậy đó hả? Nè. Chạy thiết. Chạy thiết. Rồi được rồi, ăn cơm nha. Con không ăn con chơi với em bé. Em bé nào trời? Em bé ăn gì? À đi ăn cơm nè, chứ ở đó mà không ăn cơm. Rồi con ôm vô phòng đi. Cho nó ngủ đi. Ở ngoài này có ánh sáng không chịu ngủ đâu. Em vô phòng đi, đóng cửa lại nha. Ôi nít bây giờ nó đòi nuôi gà. Mình hỏi sao ba Bi không cản. Ba Bi nói ha, cùng cánh ngộ sao cản. Hồi nhỏ, ba Bi hồi nhỏ cũng vậy nữa. Cũng khoái. Rồi để đó luôn hả? Dạ. Cũng khoái gà nuôi biết bao nhiêu con luôn. Cho nên là không cản. Để lại luôn. Đúng cái đó thôi chơi chứ. Trời ơi. Dạ, ba Bi. Mình thở tới đây. Ồ, thật đó. Thở ra cái này có. Ừ. Đóng cửa rồi đi. Con coi. Rồi, đóng cửa tắt đèn cho nó ngủ. Rồi, đóng cửa tắt đèn cho nó ngủ. Con gửi tay nè. Mẹ, con gửi tay mẹ con chứ. À, rửa tay đi, ba rửa tay luôn đi. Hả ba, tôi bắn cho xin ra xuống xin ra rồi. Không có. Dạ. Cưng bà nó lấy dép cho bà nó. Mắc mệt quá à. Rồi hôm nay nhà mình ăn bún đậu mắm tôm cả nhà ơi. Tự dưng cái chiều không biết ăn món gì cái thèm cái món này. Cái làm luôn. Ba Bi mua thịt heo về với lại cái tàu hũ cái là về mình cái này ghi ra mình có sẵn ở nhà đó cả nhà. Rồi cái mình làm luôn món bún đậu mắm tôm. Cho gà mời con. Ừ. Con ăn đi, con ăn bún nha. Ba gấp bún cho con đi. Mua một cục thịt nè với một cái tàu hũ là xong. Bún ở nhà mình có bún khô nè. Dưa leo hôm qua xuống vườn hái dưa leo Việt Nam. Rồi bông cải rồi có sẵn trong tủ lạnh. Cái húng này thì mình hái ở ngoài đường đó. Ba cho nhìn nha ba. Ừ. Gao giúp cá cũng hái ngoài đường luôn. Cải ở trong tủ lạnh có. Là được cái món bún đậu mắm tôm. Rồi bây giờ ăn cùng mình cả nhà ơi. Ừ. Đó, con ăn cái đó đi, hồi con gói bánh tráng nha. Ừ, để mẹ ăn bún. Sao vậy? Sao vậy? Chị có lên một chút đi. Nè con ăn thịt đi con. Nè. Dạ con nè. Con trộn lên rồi đó ha. Rồi con ăn thịt đi. Rồi con gấp thịt nha. Thịt ba chỉ nè.
để mình đem cái này, cái nước sốt này qua. Cái này là mắm tôm, để đây là ăn nó dính dính, ông kia cũng xỉu đó, để mình đem qua đây mình ăn một mình. Ăn cơm ngày nào cũng cắn miệng hết trơn, kỳ vậy Bi. Khoan cẩn thận chứ để đau sao Bi ơi. Ủa thì có ăn là mẹ nó nói là mẹ nói ăn mà mẹ nói là con nãy con ở đây dính rồi, tay dính rồi mẹ. Ngon quá. Abi á thích gói gói gì đó cả nhà. Ngon. Để mình gói nha. Bi gói không? Cái món nào mà ăn có gao gao là nó không có ngán. Cô chú ơi, con bệnh rồi cô chú. Bệnh rồi, Bi bệnh rồi cả nhà ơi. Bữa nay Bi cảm rồi, cái ba Bi đưa đi bệnh viện. Bi cảm rồi, con lại coi cô chú đi bà. Bi cảm rồi, ba Bi đi đưa đi bệnh viện chiều coi có học nổi không, thì học không học nổi xong rút về luôn, mà Bi đòi đi học. Bữa nay đi học nhảy nữa, ngoan quá à. Bệnh vậy mà không chịu nghỉ á, đòi đi học. Ngon. Đi đâu ngon quá. Trang lên vô đây Việt Nam hôm qua hái đó. Nè. Hôm qua xuống vườn hái. Dưa leo Việt Nam á, nó ngọt mà nó giòn. Ngon hả Bi? Dưa leo Việt Nam ăn ngon hơn dưa leo Hàn. Ngon dễ sợ luôn. Rau cải ba luộc. Ngon. Mùa hè ăn tranh thủ ăn mấy cái món có gao gì đồ thơm á cả nhà, chứ mùa đông á bên Chê Chu này khó kiếm. Mùa hè đi ra đường cũng gặp mấy gà này hái gì ăn, còn mùa đông không có. Vô leo đúng không? Ngon lắm. Bravo. Bravo. Công nhận ăn mấy món này không ngán. Hứa hoài trời bộ ngon á. Mà ăn sốt.
Công nhận cái món Việt Nam mình cũng ngon, ngon thiệt. Cho không? Cô chú ơi, con tỉnh đời con, hôm nay là con hôm qua nhà mai con qua qua nhà cô chú, bye bye. Bi ăn xong rồi cả nhà. Rồi cái Bi Bi nói Bi mệt quá, Bi vô phòng. Rồi Bi vô trong rồi. Ngon. Vô leo xuất sắc luôn. Hàng chi nghe cái bụp gãy gắn đi vào khả phá rồi. Nó ngon rồi, hả hả. Cái thịt ba chỉ này nó có cái kêu bằng cái gân á, gân non á cả nhà. Có khi nào ăn cái này rồi gân đi rồi để lợi lại không? Cái thứ ba chỉ sợ. Lâu dữ lắm rồi, hôm nay hai đứa mới ngồi quay cùng ha. Chứ ngày nào cũng có Bi. Xỉu luôn, ngon xỉu luôn. Thịt luộc hôm nay ngon quá trời ngon. Thịt luộc trắng bông luôn. Gà giúp cá nha. Mình á bị nghiện gà giúp cá. Bị thích luôn. Nhiều người không ăn được gà giúp cá nè. Ơi chưa chưa. Trời trời sao cớm luôn vậy. Không có chỗ để gói nè. Đè lên gà luôn đi. Xin chào ngó. Ngó. Ồ. Nè, ý gồm mò cắt. Hò. Nè. Hò. Cái mắm tôm này ba Bi sợ. Nước mắm cái mùi còn nghe chịu nổi, còn mắm tôm á ba Bi nghe ba Bi chịu không nổi. Mùa hè ở nhà là mình tranh thủ ăn món Việt Nam, mùa đông thì ăn món nào. Tại mùa hè là có gao, gao này cũng kia có nhiều, còn mà mùa đông thì bên mình hầu như không có. Mua là phải mua từ đất liền qua, nhưng mà không phải lúc nào cũng có, mà nó mắc hết cả nhà. Với lại rau thơm này kia không lẽ giờ mình mua chút xíu mà gửi bưu điện đó qua tầm khoảng 5.000 won, gần 100.000. Giờ không lẽ mua chút xíu phải gửi như vậy tốn tiền. Bởi mùa đông bên này là không có nhiều rau để ăn. À, ông Bưng Quyến tha qua luôn kìa. Ba Bi kiểu như là thích ăn bún, ăn mì. Ba Bi không ăn gì giúp cá. Không khoái gà giúp cá. Ngồi biết thì khoái, ngồi gà giúp cá thì không khoái.
왜 꺼내야지 왜 밑에 꺼내? 혹시 묻었을까봐. 무서워. 못 써야지 무서워 아니고. 무서운 거야. 나 못 먹는 거라. Mình nói sao không lấy từ ra trên lấy xuống mà lấy ở dưới lấy ngang. Không nói là sợ nó dính. Nó dính cái mắm tôm này nè. Kỳ thị ở ấm. Công nhận cái món này á, nó không ngát. Nó lòi nhưng nó không ngát. Mà công nhận Việt Nam mình có nhiều món ăn ngon hấp dẫn. Trong về Việt Nam ha, là thứ nhất là gặp gia đình, thứ hai là ăn món ăn, toàn là món ngon không, trái cây nữa, trái cây thì nhiều vô kể ha. Ở bên Hàn này á, mùa hè còn có trái cây này, trái cây kia, thêm vài trái nữa chứ mùa đông á. Lê nè, táo nè, rồi là bà lắng nè. Là trái chuối, chuối mà nhập của Philippines nữa. Chứ không có nhiều trái cây. Bên thế được. Về, hàng sao thay đua, bên quanh đua. Ừ, công an bắt lo. công an đâu đây trời. Thì hàng mà đụng gái là nó đòi nằm bệnh viện liền á. Thấy bà bị gần không quá nhờ. Rồi gọi công an á, tiếp công an nữa. Sao biết hay vậy? Bèo luôn. Mới có mấy cuốn mà no rồi đó nha. Ăn cái này no thiệt, nhanh no lắm. Cũng giống như mình ăn kim bắp. Rất là nhanh no, một cuốn vậy, nhỏ xíu vậy đó. Nhưng mà ăn một cuốn là no. Ngon quá.왜? 배꼽이 튀어나왔어. 안 그래도 잘 염 깜짝. 그 맹이 너 염 깜. 근데 막 그 맹은 cũng thèm. 나 không thể 염 깜 được. Chứ là đó mình ổng nhơm mà. Có 4 mấy ký cả nhà. Nhưng mà bây giờ lên 50 mấy ký rồi. Hồi lúc trước mình nói với ba mình là cái dáng của mình không thể nào mà ốm được, ý mà mập được. Tại mình có cái tật là ăn đêm. Giống như ăn không giờ giấc. Nhưng mà đâu có mập đâu. Có bầu á, có bầu bi lên 7 mấy ký. 72 ký. Xong rồi sanh bi khoảng 1 tháng 2 tháng là nó bắt đầu ốm xuống lại rồi. 2 3 tháng là nó hoàn ký lại là khoảng 48 49 ký.
có khi nào mà mập mập lên được á thì là 50 kg, chứ là không hơn nữa. Chứ ngày xưa mà lúc mình quen Barbie ha là mình có 48 kg, 47 kg, 48 kg, là lúc đó ốm. Barbie nói là không có bụng luôn á, nhưng mà lúc này á trời ơi, bụng mà mổ ra chắc 10 kg mỡ. Dạ. Amazon 국수만 넣었어. 먹을래? 싫어. 아. 대포튼? 사랑이 식었어? 식었어. 데워 다시. 안 해. 이 순간 아니야. ôi mà hồng cải á, nhúng vô cái nó thấm vô đây, nó cút lên nó mặn. Ôi dính lên kệ ghê quá à. Ăn mà ông đừng cút hai cái này. Ông đừng phát hai cái trời. Chết khai tên ta là xin chào đi. Chiếc khám là gì? Xin chào đi. Chiếc khám là gì? Nhàm. Mình hỏi Barbie là tối nay có cho nằm ở gối tay không? Tại vì tối ngủ là phải nằm gối tay. Barbie nói không. Mình nói đánh răng. Nhưng mà nói không. Không cũng nằm. Rồi hôm nay mình qua đến đây thôi cả nhà. Ơi bye bye cả nhà nha. Bye bye.